Xin chào tất cả mọi người nhá. Đây, hú sữa hoàng kim cây tại vườn luôn này. Quả rất là nhiều này. Đấy, để mình xem quả nó chín thì mình chảy mình ăn thử cho mọi người xem nhá. À, vàng hết rồi nhá. Xem quả nó chín này. Đây, quả này chín này. Đây, chờ cho mọi người xem. Đấy, mọi người nhìn thấy to. Đấy. Đây mình sẽ ăn thử cho mọi người cùng xem nhá. Mình bóp cho nó nẫu nẫu ra thì ăn nó ngon ha. Một tay quay một tay cầm đâm ra là hơi khó. Đấy. Cây này mình trồng rất là to rồi này. Cao khoảng 3-4 mét này. Sau đây mình bóc thử cho mọi người cùng xem nhá. Ui hồi. Mọi người nhìn này. Ngon chưa? Đấy. Quay chưa cho mọi người xem nhá. Rất là thơm và ngon nhỉ. Đây, mọi người nhìn nhỉ. Nước này. Đấy. Ngon lắm mọi người nhá. Thơm lắm. Nào. Cho mọi người xem này. Đấy. Cùi dày lắm mọi người.